4 đến 5 giọt là ok. Cái thời tiết như này nè, thời tiết giao mùa ấy mọi người nên... Giao mùa hay bị hôi hôi á, hay bị hôi hôi mọi người. Hoa nhài là thơm nhất hả chị? Đúng rồi, mùi hoa nhài thơm nhất. Mọi người cứ mua mùi hoa nhài đi, không bao giờ thất vọng đâu. Đã đổi thành cơ, em cảm ơn anh Ngọc. Em muốn mua mình tinh dầu. Huyền ơi, muốn mua mình tinh dầu thì để buổi live sau nha. Buổi live sau. Cái máy của em lúc nãy cầm là 500ml. 500ml thì 175k, 300ml thì 155k. Mọi người nên mua, nên mua cái mà 500ml á, 175k á. Có bánh mơ dừa non không ạ? À? Không ạ à, mọi người không, ơi, không ạ. À. Máy máy dừa nào? Bảo. Không, con này là con bánh. Hít cái nào đã nhất, hít cái nào à? Đây. Có hai mùi, một là mùi bò cạp, hai là mùi bạc hà. Đây, có hai mùi ok. Đây, có hai mùi ok. Hai mùi này. Kim luôn à? Khiêm. Ê, như cái nhãn hàng này cho hai này này tiền hay sao ấy mọi người. Trời ơi. Nó nhiệt tình thế không biết nào đâu. Chị ạ, không cho tiền nhưng mà cho ba thùng đồ to như cái gì luôn. Cho ba thùng hít à? Hít cả đời. Hít cả đời không hết đấy. Mở ra nữa thì bao giờ có thêm tinh dầu. Tinh dầu thì sẽ có buổi vào buổi phiên live lần sau nha mọi người. Bánh trung thu hôm nay đạt hạn sử dụng còn mấy ngày vậy? Bánh trung thu hôm nay đạt thì hạn sử dụng còn 20 mấy ngày đấy. 20 mấy ngày đấy mọi người. Bởi vì bánh trung thu nó chỉ có hạn sử dụng 28 ngày thôi. Mà đến tay mọi người nữa thì tầm khoảng ship tầm khoảng 3 đến 4 ngày. Thì trừ 28 trừ cho 3 đến 4 ngày thì còn 24 ngày nữa. Tầm đấy. Đây, hai mùi này, viêm xoang gì sử dụng mùi gì hai mùi này, mùi nào cũng được, thích bạc hà thì màu trắng, thích mùi thảo mộc thì dùng màu xanh. Khuyến cáo cho ai mang bầu thì hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi dùng nha mọi người. Trẻ con thì trên 6 tuổi mới dùng được, dưới 6 tuổi không dùng nha. Trên 6 tuổi thì dùng được, dưới 6 tuổi không dùng nha mọi người ơi. Thôi, được rồi, đi thôi. Đi ngủ thôi mọi người ơi, đi ngủ thôi. Đi ngủ nha. Okay. Đi ngủ nha mọi người. Chị vừa đặt tinh dầu. Em cảm ơn chị Hiền Hiền. Ổn, ổn chị em, ổn, ổn, ổn. 175k mua cái dòng 500ml nha. Ổn nha. Nếu bảo hành 6 tháng, cái con máy tinh dầu kia bảo hành 6 tháng. Trong vòng 6 tháng nếu như mà bật lên nó không lên, nó hỏng hóc, nhắn, một là nhắn tin cho em, hai là nhắn tin cho trực tiếp cho nhãn hàng nha mọi người. Nha mọi người. Tin em lề, ok, em cảm ơn chị Hiền. Mọi người mua hàng mọi người yên tâm nha. Nếu như mà có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người nhắn tin cho em hoặc là nhãn hàng. Nếu như mà mọi người nhắn tin cho thì có bất kỳ vấn đề gì thì cứ tắt like rồi kể luôn đi. Đang dò hàng. Tắt dò hàng đi rồi. Tắt dò hàng đi rồi. Ơ lúc nãy chị bảo là xong rồi mà. Không, gỡ một cái sản phẩm nữa. À đây. Ui mới. À, mới yeah, yeah. Cái gì đấy? Ui xịn nhỉ. Cái gì đấy? Bây giờ mọi người ơi, nếu như mà có bất kỳ vấn đề gì về sản phẩm mà trong anh em team Châu Phi Line có bất kỳ vấn đề gì, mọi người thứ nhất là mọi người nhắn tin cho mình hoặc là nhắn tin cho công ty Hoàng Tiến, nhắn tin cho Quang Linh, nhắn tin trực tiếp cho Đức Anh hay Tuấn Anh gì đấy, hoặc là nhắn tin cho nhãn hàng. Nếu như mà không ai giải quyết cho mọi người phốt cho em. Mọi người lên một bài phốt cho em, đảm bảo phốt xong là được hoàn tiền hay là được đổi hàng luôn. Mọi người lên phố cho em. Em xùi nữa. Không thật mà. Cái này bởi vì là cái này người ta bảo hành 6 tháng đúng không? Bảo hành 6 tháng, nếu như mà trong vòng 6 tháng mà có bất kỳ vấn đề gì hay gì đấy, mọi người bỏ tiền ra mua mà. Không đúng ý mọi người, mọi người phốt bình thường. Bình thường, cái này là chuyện bình thường. Chỉ thích bị phốt à? Bị phốt càng nổi. Nói chung là bán hàng là vào cái tâm của mình á. Tâm mà không tốt là không bán hàng được lâu dài. Ví dụ nếu như mà bán hàng không tốt thì chỉ bán được một thời gian thôi. Thời gian sau mọi người không tin tưởng nữa là không mua nữa. Còn nếu như mà bán hàng có cái tâm á thì bán hàng được lâu dài hơn. Kiểu như thế. Kiểu mình không cần phải bán một lần, mình không cần phải bán nhiều đâu. Nhưng mà cái số lượng mình bán vừa phải thôi, để đủ để mọi người bị làm sao thì mình có thể là giải quyết được vấn đề á. Còn mà bán nhiều quá nhiều khi cũng khó giải quyết đấy. Đấy là những cái người mà bán hàng ế thì người ta nói thế. Còn mà những cái người bán hàng mà giỏi á thì mình đang còn chuẩn bị xin công ty Hoàng Tiến để đi học livestream.
Không có dở hàng, mình tắt dở hàng đây ạ. Khô hàng bị ngọt quá chị ơi. Ngọt quá vắt chanh vào. Ngọt còng chua, nó sẽ hòa huyền vào nhau, nó sẽ ngon hơn. Chị đã đổi đơn thành công. Em cảm ơn chị về thôi. Chúc mọi người ngủ ngon, mơ đẹp. Và ngày mai sẽ có một ngày làm việc thành công tốt đẹp, kiếm thật nhiều tiền vào, kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Và khi nào mà vào viên like của em lên, nếu như mà có bất kỳ cái gì để cần mua hay cần tư vấn thì mọi người mua ủng hộ nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha. Mai chỉ like không à? Trời ơi Mai Thư, anh Thư ơi, khiếp, em để cho chị nghỉ ngơi với. Mai chị like đi, mai chị like đi. Mai like cái gì nhỉ? Cái gì mù mù nhỉ? Túi mù. À mai like túi mù á? Ok. Hai mai like đi. Túi mù là sao ta? Like như nào ta? Ừ em không biết đi. Không. Chị không... chưa hiểu lắm. Ví dụ như chị tên của ai đúng không? Thường là người ta sẽ nhắn qua một cái nền tảng khác. Qua Zalo. Zalo. Đấy, xong như nào tuổi mù như nào, tuổi mù như nào, xong rồi là chị ví dụ như là họ sẽ chuyển cho chị một khoản đấy, nhưng mà chị chơi là không chuyển đúng không, chị không lấy tiền của mọi người. Ví dụ như là một người nào đấy, ví dụ em chẳng hạn đúng không, thì chị sẽ bốc ra một con và chị bốc ra khoảng 10 con, chị quy định là ví dụ như nhưng là... mà người ta lấy hàng như nào, mình ship à? Thì, đúng rồi mình ship. Ê ôi thế mất thời gian đấy. Em đi ship được không? Mình đơn thì còn xong rồi họ ấy được mà. Lên việc cho bác phải đến họ lấy. Thế á? Chứ mà mình là sao lên đơn được không? Lên đơn tặng đơn dễ mà. Một hôm thì chắc chả sao lắm. Một hôm thôi. Một hôm chắc chả sao. Ok, mọi ok. Mọi người muốn chơi không? Mọi người muốn chơi không? Muốn chơi tuổi mù không? Mình không lấy tiền đâu. Ai muốn thì mọi người vào đặt hàng xin thôi. Mình không lấy tiền đâu. À, tức là như này. Một cái túi như thế. Mình sẽ cho số từ 1 đến 100. Mình sẽ chơi tầm 100 đơn thôi. Vâng. Chứ nhiều quá không đi ship được đâu. Xong người ta lại bóc phốt lên chết đấy. Mai chơi nha, mai chơi. Không mất tiền nha. Tức là từ số 1 cho đến số 100. Xong rồi cho cái giã lồ lên đây. Giã lồ của em à? Ừ, cũng được. Không. Thôi. Ui, lấy một cái giã lồ khác đi anh. Chị ơi. Giã lồ của ai? Ừ, giã lồ của em nhiều công việc. Giã lồ của ai bây giờ? Em trả lời bớt rồi đấy. Ui trời, 300 mấy tin nhắn. Giã lồ của ai đây? Ôi, mấy cái mới. Có nền tảng gì khác không? Có Lương Thùy Duyên. À, Lương Thùy Duyên, ok. Giã lồ, mai chơi qua giã lồ nha. Ai là người kia? Ai mà nền tảng Lương Thùy Duyên. Thôi ngày mai đi, ngày mai chơi rồi, ngày mai ấy. Thôi bây giờ mọi người ngủ đi. Ngủ nghỉ đi, xong rồi là giữ gìn sức khỏe đi. Mai đi làm xong rồi tối mình chơi nha. Tối tầm mấy giờ chơi? 8 giờ đi. Chơi từ 8 giờ đến 9 giờ, 1 tiếng đồng hồ nhá mọi người. 8 giờ đến 9 giờ. Ủa nhưng mà mai có bận gì không ta? Mai thôi anh Tiến không phải like nữa. Ôi anh Tiến không like à? Thôi. Anh Tiến bây giờ công ty hàng Tiến mỗi người một nơi thì vậy thì like nó không... Anh Tiến bảo mai anh Tiến like mà. Anh Tiến bảo mai like. Mai anh Tiến like từ mấy giờ? 8 giờ à? Thì chỉ like từ 7 giờ. Đếm hỏi con. Chỉ like 1 tiếng thôi, chỉ like trước công ty Hoàng Tiến 1 tiếng thôi là được. Ok, hẹn mọi người vào ngày mai nhá. Chị tìm hiểu thêm về túi mù nha, chị ok cảm cảm. Chị không hiểu cái gì hết. Để lát nữa để xem. Mọi người lát nữa xem như nào đã. Để kiếm thêm cái mã nào đẹp đẹp. Kèo này mình mua bên Thái Lan 50 cái sao ấy. 50.000 đấy chị. 50.000. Chị mua toàn hàng second hand à? Hay. Chị toàn mua hàng rẻ tiền thôi. Thôi bye bye mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp nha. Trời ơi bye bye từ 1 tiếng trước rồi. Bye bye nha, mơ đẹp nha. Ngày mai chơi nha.